Chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh rất vui được đồng hành cùng quý khán giả trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần. Chương mục được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng trên kênh TTV 11 và phát lại trên kênh YouTube website của đài. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý khán giả, tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trong tháng 5 năm 2022, cả nước xảy ra trên 900 vụ, làm chết trên 400 người và bị thương trên 600 người. Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tai nạn giao thông trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1 vụ, không tăng, không giảm số người chết, tăng 1 người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và bị thương 6 người. Tai nạn giao thông trong tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 1 vụ, 20%, không tăng không giảm số người chết, tăng 1 người bị thương, 20%. Trong đó, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Tai nạn giao thông ít nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, bị thương 4 người. Va chạm giao thông xảy ra 1 vụ, bị thương 1 người. Đáng chú ý, theo phân tích của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2022, Tây Ninh là một trong 16 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua vẫn còn những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, phần đường quy định, điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, vi phạm tránh vượt, không nhường đường, đi ngược chiều. Đơn cử vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6 năm 2022 trên đường Lạc Long Quân, đoạn thuộc khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, làm một người chết và hai người bị thương. Nguyên nhân do ông Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1989, xã Tành Tây, huyện Tân Biên, điều khiển xe mô tô từ hướng cửa số 12 Tòa Thánh về hướng ngã tư ao hồ, đi không đúng phần đường, gây tai nạn giao thông, làm cho ông Huỳnh Văn Lại, thành phố Tây Ninh, khiến ông Lại tử vong tại chỗ, bà Loan đi cùng xe ông Lại bị thương. Giao thông vi phạm quy định về sử dụng phần đường làn đường, và khi vi phạm các quy định này thì rất là dễ gây ra các vụ tai nạn giao thông. Chúng ta muốn tìm hiểu cái quy định về việc sử dụng làn đường và phần đường thì cần phải biết cái định nghĩa làn đường là gì. Thì làn đường ở đây được hiểu là một cái phần của đường xe chạy và được chia theo cái chiều dọc của cái mặt đường và có cái bề rộng đủ cho các phương tiện tham gia giao thông trên đó một cách an toàn. Và một cái đường xe chạy thì có thể có một hoặc là nhiều làn đường và được phân biệt bằng cái vạch kẻ đường. Thì đó là cái định nghĩa về cái làn đường. Còn việc sử dụng làn đường ở đây thì căn cứ vào cái luật giao thông đường bộ, đó là các phương tiện tham gia giao thông phải đi trên một cái làn đường quy định cho cái loại phương tiện của mình và không được tự ý chuyển làn đường ở những nơi mà cấm chuyển làn đường, ví dụ như ở những nơi mà cái vạch kẻ là vạch kẻ liền, không phải là vạch kẻ đứt quãng. Và khi chuyển làn đường thì phải có tín hiệu báo trước cho các phương tiện khác biết cũng như là đảm bảo sự an toàn thì mới được phép chuyển làn đường. Và hiện nay căn cứ vào nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều bởi nghị định số 123, thì chúng thấy là cái việc mà xử phạt đối với cái người điều khiển phương tiện vi phạm về việc sử dụng làn đường cũng tương đối là cao, mức phạt tương đối là cao. Cụ thể là đối với xe ô tô thì mức phạt ở đây có thể là vi phạm về việc sử dụng làn đường là phạt đến 6 triệu đồng, và trong trường hợp nếu vi phạm cái hành vi này mà gây ra tai nạn giao thông thì mức phạt ở đây là đến 12 triệu đồng và đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Còn đối với cái người điều khiển xe mô tô và vi phạm cái hành vi đó là đi không đúng cái làn đường quy định thì cái mức tiền phạt đây là đến 600.000 đồng. Ngoài ra khi gây tai nạn giao thông thì còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Và đây là một trong những cái hành vi vi phạm mà cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là trên những cái tuyến đường mà có nhiều làn đường xe chạy. Thì chúng ta biết là khi trên những tuyến đường nhiều làn đường thì sẽ có một cái bảng và cái bảng này sẽ hướng dẫn
cái phương tiện nào đi trên làn đường nào, và ứng với đó là cái tốc độ phù hợp với cái loại phương tiện đó. Và chúng ta thường thấy là trên những cái làn, trên những cái đường xe chạy có những cái bảng báo hiệu làn đường của xe ô tô, thì đi kèm với đó là tốc độ của cái phương tiện ô tô đó trong cái đoạn đường đó. Và vì các phương tiện khác đi qua làn đường của ví dụ như từ xe máy đi qua đường xe ô tô thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì ô tô họ lưu thông với tốc độ rất là cao, thì đó là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông. Thì qua cái việc tìm hiểu về làn đường cũng như là cái quy tắc sử dụng làn đường khi tham giao thông, thì lưu ý với tất cả mọi người là khi tham giao thông chúng ta nên đi đúng cái làn đường quy định của mình, và chỉ chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Và khi chuyển làn đường phải đặc biệt chú ý, đó là phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham giao thông khác. Thưa quý khán giả, phần lớn nguyên nhân gây mất an toàn giao thông là do ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, hệ thống tổ chức giao thông trên một số tuyến đường như sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, hệ thống báo tín hiệu giao thông chưa đầy đủ cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông. Trước đây, phóng viên chương trình An toàn giao thông đã có bài phản ánh về thực trạng giao lộ đường Lê Lợi giao với đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh chưa được lắp đèn tín hiệu, khiến khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này, đáp ứng mong muốn chính đáng của người dân về sự an toàn khi tham gia giao thông. Giao lộ đường Lê Lợi giao với đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh trước đây từng là nỗi ám ảnh của người dân sống xung quanh khu vực này, vì luôn trong tình trạng lo lắng không biết tai nạn giao thông sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Lúc trước nó mất an toàn giao thông, không có đèn đỏ rồi nó chạy tùm lum la gây tai nạn giao thông nhiều, có khi chết người nữa. Giờ có cái đèn xanh đèn đỏ rồi, từ an toàn nó đỡ, không gây tai nạn nữa, cũng mừng, ngủ cũng được, không cũng sợ. Từ lúc lắp tín hiệu đèn đây là hết, không có va chạm gì nữa hết. Không xảy ra tai nạn gì hết, đỡ cho người dân ở đây. Việc lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại giao lộ này nhằm giúp cho người và phương tiện khi tham gia giao thông được thuận tiện, trật tự, giúp giảm thiểu được những vụ va quẹt, tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Đây là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiến tới xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh nghiên cứu, chủ động đề xuất đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội để theo kịp với xu hướng phát triển hiện đại, kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận. Huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó ưu tiên xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích, phần đường làn đường, tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và tải trọng phương tiện, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm vào những giờ cao điểm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp người dân Campuchia khi sang Việt Nam điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ của Việt Nam, sử dụng kết quả thu được từ các phương tiện thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông gắn với phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân. Thưa quý khán giả, thời lượng của chương trình An toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Vì anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau, phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ Bảy trên kênh TTV11.